Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Youtube Hoàng Hưng Nhật Bãi Hôm nay thì em lại tiếp tục lên giới thiệu cho các bác một chiếc xe mang thương hiệu của B&G Một chiếc xe của Italia xuất nhật, một chiếc xe màu xanh ngọc, một chiếc xe Turin thì chiếc xe này thì em sẽ quay về chi tiết của mẫu xe để cho anh em và các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe thể thao Với chiều cao của bác lên cho em chiều cao từ 1m63 trở đến, đến 1m75 Các bác lên mẫu này rất là đẹp thì uh, xe thì trang bị cho bác là sơn uh, cụ xe là sơn màu xanh ngọc rất là đẹp quá nhá, sơn zin tiêu xe. Bản này là bản Roma 2 các bác, Roma 2. Uh, khung nhôm càng nhôm các bác nhá, khung nhôm càng nhôm. Đấy. Xe uh, biển biên chỉ quá, rất là đẹp nhá. Đùi thì uh, nó trang bị là đùi nhôm 5 cháu các bác nhá. Đùi nhôm 5 cháu, hai đĩa. Đấy, xích clip và đĩa của nó là zin tiêu xe. Và bộ đĩa của xe, bộ đùi của xe là Shimano Soza các bác nhá, zin tiêu xe này. Đấy, bộ bóng gạt đĩa của nó cũng zin theo xe của Sora, đồng bộ. Đấy, về bộ chính động của xe là 8 líp các bác nhá. 8 líp Shimano Sora. Đấy con này thì 8 lít xích lít của nó, nó thì đang còn rất là đẹp quá. gần như là mới tinh luôn. Đấy, nan hoa thì nan hoa sơn tính điện chân đồng, vành là vành nhôm. Lốp zin theo xe các bác nhá. Lốp là lốp 700 x 28C. Đấy, rất là đẹp. Các bác nhìn thấy lốp cũng đang còn rất là ngon như mới luôn các bác má, phanh này. các bác nhìn má phanh cũng là má phanh zin theo xe của Shimano này và đặc biệt hơn là gì phanh của nó cũng trang bị cho bác là phanh nhôm hình chữ V nhé zin theo xe bên em có trang bị thêm cho bác là một cái chắn bùn lá lúa phía sau và một chắn bùn lá lúa phía trước cốt in zin các bác nhá cốt in zin này da in thì bên em bọc lại thôi còn cốt in là cốt in zin về tay vào. bấm tay bấm xả của xe là Shimano Sora đồng bộ luôn các bác nhá full đồ xin theo xe luôn Đấy, phanh thì nó sử dụng là trang bị là phanh nhôm các bác nhá phanh nhôm tay nắm này tay nắm cao su xin theo xe bù tăng và ghi đông nhôm các bác nhá bù tăng và ghi đông nhôm này tất cả đai của nó là FSA này xin theo xe nhá à, tất cả như phanh trước và phanh sau đều là phanh hình chữ V lốp cũng là lốp zin theo xe các bác nhá lốp zin theo xe luôn vành là vành nhôm mái ơi nhôm À, ti bật nhanh zin theo xe của nó à, càng là càng hai uh, đây quá xe thì rất là đẹp à, có cho các bác là phản quang vành trước này à, rất là đẹp luôn các bác ạ. về xe thì gần như là đạt cho bác là trên 95% à, nguyên bản luôn các bác nhé bộ đồ zin theo xe đặc biệt hơn nữa thì uh, chiếc xe này nó trang bị cho các bác là trục của nó là trục rộng các bác nhé à, trục rộng này bên chi trục rộng À, Shimano Soda Chân trống này cũng là chân trống zin của nó luôn à, Màu xanh ngọc rất là đẹp các bác ạ Đấy. Màu này thì các bác à, Nam nữ đều đi được các bác nhé Nếu à, nó hợp với các tông màu luôn các bác Rất là đẹp mà hai này Đẹp mát zin theo xe các bác nhé Xe này thì đã qua sử dụng rồi thì Nó có một vết sư, sức nhỏ Thì em dặm lại một chút sơn thôi các bác Còn xe thì đang còn nguyên zin từ nước sơn luôn Đấy, Đang còn rất là đẹp Đấy, Các bác nào quan tâm đến xe này thì liên hệ cho em À, xe này thì em đang có giá cho các bác là 15 triệu đồng các bác ạ. 15 triệu đồng em bao ship tận nhà cho các bác rồi. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra xe, à, chạy thử xe. Ok thì các bác thanh toán cho bên em nhé. À, bác nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ qua em. Hoặc là các bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một đăng, đăng ký kênh quá nhé. Bản này gần như là bản hàng sách tay quá Nó đang còn phun đồ theo xe luôn. Từ uh, tay uh, bấm xạ của nó này cũng zin theo xe của Sora và bộ gạt đĩa đùi và bộ chuyển động đều là của nhà Sora cả các bạn zin theo xe luôn phun đồ theo xe một chiếc xe nguyên bản đang rất là đẹp gần như là mới các nhá khung nhôm càng nhôm khung nhôm càng nhôm vành nhôm bù tăng ghi đông nhôm cọc in nhôm nan hoa sử dụng nan hoa inox sơn tính điện chân đồng một chiếc xe rất là đẹp các bác nhá bác nào quan tâm thì liên hệ em cảm ơn các bác rất là nhiều trong cái video đã theo dõi của bên em. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.